Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 26 tây tháng 6 nha anh em. Rồi hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh em là hai mươi mấy lô máy anh em. Hôm nay thì em sẽ xả máy anh em, xả với giá rẻ hơn hàng ngày anh em, để chuẩn bị cho những cái lô hàng mới sắp đến nha anh em. Rồi hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh em là cái lô máy giá rẻ. Lô máy anh em cho anh em về lấy phụ tùng ha. Rồi 10 đầu máy 1 triệu anh em về lấy phụ tùng ha. 1 triệu 10 đầu máy. Lô này á thì anh em chỉ về lấy phụ tùng thôi nha anh em, chứ chứ không có dọn máy đâu được ha. Mình lấy phụ tùng. Lấy tâm, lấy đít, bình xăng con, IC rồi nè. Lấy tâm rồi nè. Rồi cái này là mình chỉ lấy phụ tùng thôi nha anh em, chứ không có dọn máy được ha. Rồi lô này thì 10 cục 1 triệu nha anh em. Rồi phía dưới này thì những cái con máy ba lô nha anh em. 5600. 5600 là có một con máy ba lô rồi nha anh em. 5600, 7800 là có một con máy ba lô về anh em bán lại ha. Hàng ở đây thì em tí nữa em sẽ báo giá và bao cho anh em là đầy đủ bộ cần lắp dây ha. Ba lô thì em sẽ bao cho anh em đầy đủ bộ cần lắp dây và đầu bò chén kẹp luôn nha anh em. Rồi hôm nay thì em có lên cho anh em là một cặp máy TL23 ha. Cặp máy TL23 GUB. 1 triệu mốt một cây anh em. Rồi hôm nay thì có là Rubin nha anh em, Rubin hộp, Makita hộp, 650 ngàn cây luôn. Hôm nay xả đại hạ giá nha anh em. Kawasaki Single Bell 26cc đồng 3 tư ly 600 ngàn. Echo 251 800 ngàn. Austin nha anh em, Austin 750 ngàn. Rồi hôm nay thì em sẽ lên cho anh em một lô máy 4 thì Makita. Makita 4 thì nha anh em. Rồi lô này thì 1 triệu 2 một cây ha, 1 triệu 2 một cây. Bao đủ đồ cho anh em luôn ha. Thiếu mấy cái nắp bue thì em sẽ gắn cho anh em đầy đủ nha anh em. Makita 4 thì. Rồi hôm nay thì em xả cho anh em cái lô máy này giá rẻ nha anh em, 550 ngàn một cây luôn. Echo 200. Echo 200 240 nha anh em. Rồi lô này em xả cho anh em là 550 ngàn, bao hơi bao lửa cho anh em luôn ha. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ nha anh em, còn tay lái thì như trên hình ha. Robin 650 ngàn, cơm Komatsu 900 ngàn. Rồi hôm nay thì em có lên cho anh em hai lô máy siêu đẹp nha anh em. Hai lô máy siêu đẹp luôn, bình xăng lớn là phải nói trắng sáng, trắng tinh ha. Rồi mấy con này là Echo Kiwis, màu xanh, màu cam, màu đỏ đồ đầy đủ nha anh em. Rồi hai lô này thì cái lô này thì nó số lượng nó nhiều nha anh em, cho nên em chia ra hai lô ha. Anh em nào mà chốt hết hai lô thì cũng được ha. Còn anh em nào muốn chọn lô nào thì chọn. Rồi đều là 750 ngàn cây nha anh em. 750 ngàn cây. Cái này thì nó gồm là 22cc, 24cc và 26cc nha anh em. Em để lộn xộn á, cái này em bán chung nha anh em. Em bán chung cho nên nó là em để lộn xộn luôn. Anh em nào chốt thì chốt nha anh em. 750 ngàn cây, bao hơi bao lửa ha. Giật hơi tốt và test săn mồi gửi qua Zalo cho anh em luôn. Rồi 750 ngàn cây. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha. Trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ nha anh em. Rồi em vô cái lô đầu tiên là lô máy sát. Lô này thì mình lấy phụ tùng. Lấy phụ tùng nha anh em. 100 ngàn, ủa 1 triệu là hết đống này. Là 10 cục. Rồi lô máy đầu tiên là con ba lô. Con ba lô này thì là nòng 34 ly nha anh em. Nòng 34 ly. Thiếu nắp xăng với nắp bue thì em gắn vô đầy đủ ha. Với cái khung ba lô. Rồi con này là nòng 34 ly nha anh em. Tum gời bố cung nhỏ ha. Rồi con số 1 này 900 ngàn. Nòng 34 ly, bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Lô số 1 900 ngàn. Thiếu cái khung ba lô và nắp xăng, nắp e thì em để vô đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi con này 900 ngàn nha anh em, nòng 34 ly. Tiếp theo là lô số 2. Lô số 2 là mà Mitsu TL23. Mitsu TL23 nha anh em. Con này là 231 ha, con này là TL23. Rồi lô này thì 1 triệu mốt cây, 2 cây là 2 triệu 2 ha. 2 triệu 2.
một con tôm liền, một con tôm ghề nha anh em. Tay lái là một tay lái tròn, một tay lái dài, đầu bò trắng kẹp thì bao đủ luôn. Lô số 2 1,1 triệu cây, hai cây là 2,2 triệu. Lô số 3 là một con Gobin, một con Makita, nòng 32 ly nha anh em, 650 ngàn cây, hai cây là 1,3 triệu ha. Bao hơi bao lửa cho anh em luôn nha anh em. Cái này thì em sẽ bao hơi bao lửa cho anh em, bao đủ đồ. Tay lái là một tay tròn, một tay dài, đầu bò chán kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Lô số 3 1,3 triệu, hai cây. Lô số 4 là con Makita. Con này là con Echo Kiwis nha anh em. Echo Kiwis nhưng mà nó dán cái tem là Makita thôi, nhưng thực sự nó là dòng máy Echo Kiwis. Con này con số 4 nha anh em, bình sân trên, con này 900 ngàn. Mấy cái dòng máy này thì chạy cực kỳ khỏe nha anh em. Tôm là tôm gời ha, tôm gời của Echo. Tay lái thì là tay lái dài, đầu bò chán kẹp theo bao đủ nha anh em. Lô số 4 1. Lô số 4 900 ngàn. Lô số 5 là con Kawasaki TD33 nha anh em. Con này là nó là 33cc, nòng 37 ly, nòng to ha. Con số 5 1,1 triệu. Con này là bình sân trên nha anh em, chế là chế sân phao. Chế sân phao ha. Tôm là tôm lớn. Tôm lớn bố cùng lớn, tay lá dài, đầu bò chán kẹp thì bao đủ nha anh em. Lô số 5 1,1 triệu. Con này là con Kawasaki TD33, nòng 37 ly. Lô số 6 là con Shingu 268, nòng 34 ly nha anh em. Rồi thiếu cái nắp xăng với nắp e bể thì em sẽ đổi cho anh em. Tôm là tôm gời ha, tôm gời. Con số 6 này là 600 ngàn, đầu bò chán kẹp thì bao đủ nha anh em. Tay lái là tay lái tròn nha anh em. Lô số 6 nòng 34 ly, 600 ngàn. Lô số 7 là con Echo 251. Echo 251, con này còn rất là đẹp nha anh em, màu vàng ha. Tôm gời bố con nhỏ. Con số 7 800 ngàn, tay lái dài, đầu bò chán kẹp bao đủ luôn. Cái cản cỏ mà nó còn màu vàng luôn, nó hợp với cái màu máy luôn nha anh em. Rồi con số 7 800 ngàn. Con số 8, con số 8 là con Makita 257 nha anh em, nòng 34 ly. Cái chế xăng nó thiếu cái chế xăng thì nó thiếu cái ngăn ở trên nha anh em. Em sẽ đổi cho anh em cái bình xăng con khác ha. Makita 257 nòng 34 ly. Con số 8 này 900 ngàn. Tay lái thì em gắn cho anh em tay lái dài ha. Đầu bò chán kẹp thì bao đủ luôn. Lô số 9. Lô số 9 là ớt tin nha anh em. Rồi lô số 9 là ớt tin nha anh em, ớt tin 22 ha. 22, 23. 22, 24. 21 nha anh em. Rồi cái lô máy ớt tin này thì nó đều là xài chế ga ngang ha. Chế ga ngang mà em thấy là hai kim nhiều nha anh em. Hai kim nè, hai kim không. Rồi lô ớt tin thì 750 ngàn cây nha anh em, 6 cây là 4,5 triệu ha. Lô số 9 4,5 triệu, 6 cây ớt tin. Tay lái là tay lái dài nha anh em, có một cái tay lái tròn, đầu bò chán kẹp thì bao đủ ha. Thiếu cái đầu bò thì em gắn vô đầy đủ cho anh em luôn. Lô này thì nó là tôm liền, có một cây tôm gời nha anh em, có một cây tôm gời. Lô số 9 nha anh em, 4,5 triệu, 6 cây, 750 ngàn cây ha. Ớt tin nồng 32 ly. Lô số 10 là lô 4 thì nha anh em, 4 thì Gobin Makita 4 thì. Rồi lô này thì 1,2 triệu một cây nha anh em, 6 cây là 7,2 triệu ha. Rồi lô này thì em sẽ bao đủ đồ cho anh em, nắp xăng, nắp bue thì bao đủ hết nha anh em. Rồi lô số 10, 7,2 triệu, 6 cây, 1,2 triệu một cây ha. Tay lái thì đầy đủ nha anh em, tay lái thì đầy đủ, đầu bò chán kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Tay lái đầy đủ luôn. Rồi lô này là lô số 10, 7,2 triệu, 6 cây, 1,2 triệu một cây. Rồi hàng của anh em thì em đóng đóng để mà gần hết nha anh em. Đây, để ngày mai xe bưu điện nó đến nó lấy ha. Rồi em tranh thủ là đóng hàng cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay luôn á.
tranh thủ, bởi vì giác này em lên lô hơi trễ nha anh em. Rồi em mới về nước rửa nha anh em, đây nước rửa, nước rửa máy ha. Anh em nào có cần nước rửa máy thì liên hệ bên em ha. Một thùng là 10 lít nha anh em, một thùng là 10 lít ha. Đây hàng của anh em đóng gần hết luôn ha, đang chờ đợi ngày mai xe nó đến nó lấy anh em. Rồi tiếp theo là con TZ ba lô anh em báo ở đây là nó bao gồm là đầy đủ bộ cần lắp dây ha, đầu bò chấn kẹp theo bao đủ luôn. Con này là con TZ 27 ha, nòng 34 ly. Con này 1,3 triệu nha anh em. 1,3 triệu. Tum là tum gời ha, tum gời bố cung nhỏ. Tiếp theo là con Echo. Echo có đề anh em, con này phải nói là siêu đẹp luôn. Bô đồ còn trắng tinh nè, còn đề luôn. Con này là con Kiwis 241 nha anh em, 241. Con này nòng 34 ly ha. Rồi con này 650 ngàn nha anh em, 650 ngàn. Nó sẽ có là đầy đủ bộ cần lắp dây nha anh em. Rồi 650 ngàn. Shindewa. Shindewa thì nó 500 ngàn nha anh em, Shindewa 500 ngàn, nòng 32 ly. Makita 264 800 ngàn. Đầy đủ đồ nha anh em. Con TB. TB 23. TB 23 nha anh em, con này 1,1 triệu ha, với le đỏ tự động. Rồi tum gời. Tum gời bố cung nhỏ luôn, con này 1,1 triệu. Mitsu TB 23. Makita nha anh em, Makita hộp ha, con này lòng 34 ly, con này 650 ngàn. Shindewa S 25. Thiếu cái khung thì em để đầy đủ đồ nha anh em. Rồi con này 500 ngàn. Makita 264 800 ngàn. Con này là Singubel nha anh em, Singubel nòng 34 ly. Con này là tum gời luôn. Con này là chế hai kim nha anh em, mặt giật trợ lực luôn, tum gời bố cung nhỏ. Rồi con này 700 ngàn nha anh em. Rồi Makita 261 650 ngàn, nòng 34 ly luôn. Shindewa, Shindewa mấy con này thì là 500 ngàn nha anh em, 500 ngàn. Bao hơi, bao lửa, bao đủ đồ cho anh em luôn đó ha. 500 ngàn, Shindewa. Rồi hai con Shindewa Short thì là 1,8 triệu nha anh em, 900 ngàn cây. Mặt dịch trợ lực luôn ha, chế le đỏ tự động. Rồi Shindewa Short 1,8 triệu, 2 cây. Makita 650 ngàn, nòng 34 ly. Komatsu. Komatsu nha anh em. Con này 22cc, nòng 32 ly. Con này 700 ngàn. Makita 261 650 ngàn nha anh em. Rồi con này là Tanaka 250 nòng 34 ly, con này 700 ngàn. Rồi tiếp theo là lô máy số 11 nha anh em, lô máy số 11. Rồi ba lô thì em báo giá trên đó là nó gồm là đầy đủ bộ cần lắp dây nha anh em. Đầy đủ bộ cần lắp dây, bao hơi bao lửa cho anh em luôn ha. Anh em nào chốt thì em sẽ test sân ngồi gửi qua Zalo cho anh em. Rồi tiếp theo là lô số 11 nha anh em. Lô số 11 thì hôm nay em sẽ xả cho anh em là giá 550 ngàn một cây. Echo 200, Echo 21, Echo 24. Rồi lô này thì 550 ngàn nha anh em. 550 ngàn 11 cây thì em bán cho anh em 6 triệu luôn, 6 triệu chẳng nha anh em. 6 triệu chẳng. Lô này thì em sẽ bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Tay lái thì em thấy là trên này là tay lái tròn nhiều ha. 1 2 3, có 3 cái tay lái dài thôi nha anh em. Chỉ 3 tay lái dài. Rồi đầu bò chấn kẹp thì bao đủ ha. Rồi 550 ngàn cây nha anh em. 11 cây 6 triệu. 6 triệu tròn cho 11 cây máy này ha. Xả sập sàn cho lô máy ngày này ngày hôm nay luôn. Rồi lô Gobin cốc. Gobin nòng 33 ly nha anh em. 30 33 ly. Rồi lô này 650 ngàn, 6 cây, 3 triệu 9, 650 ngàn cây nha anh em. 232, 231, mấy con này là nòng 33 ly ha, nòng 33 ly. Cái này là nòng 30 ly nha anh em. Rồi thiếu nắp xăng, nắp e thì em sẽ để vô đầy đủ cho anh em ha, bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Rồi lô số 12, 3 triệu 9, 6 cây, 650 ngàn một cây. Rồi lô này thì tay lái dài nha anh em, có một cái tay lái tròn. Đầu bò trắng kẹp theo bao đủ cho anh em luôn. Lô số 12, 3 triệu 9.
650 ngàn cây nha anh em. Lô số 13 là cơm Matsu. Cơm Matsu 2002 nha anh em. Cơm Matsu 2002 rồi lô này thì 900 ngàn cây, 4 cây là 3,6 triệu ha. Cơm Matsu 2002. Lô này là 3 tay lái tròn, 1 tay lái dài, đầu bò trắng kẹp theo bao đủ nha anh em. Rồi 900 ngàn cây nha, 4 cây 3,6 triệu, cơm Matsu 2002. Lô số 14. Rồi lô số 14 thì là 750 ngàn cây nha anh em, 7 cây 5,250 triệu ha. Lô này 7 cây nha anh em, 3,6,7. Mấy cái dòng máy này phải nói là còn mới cực kỳ luôn. Bô nồng rồi còn trắng tinh. Rồi lô này 750 ngàn cây, 7 cây là 5,2 triệu, 5,250 triệu ha. 5,250 triệu. Tay lái thì có một cái tay lái tròn nha anh em. Rồi đầu bò trắng kẹp theo bao đủ luôn. Còn mới cái nè. Con này phải nói là còn mới cái màu cam. Con này cũng vậy luôn nha anh em, đít nó rồi còn trắng tinh luôn. Rồi, số 14, 5,250 triệu, 750 ngàn một cây. Lô số 15. Lô này thì màu xanh nha anh em. Màu xanh màu vàng. Lô nào cũng còn mới tinh luôn anh em ơi. Bình xăng lớn phải nói là trắng sáng ha. Rồi lô này thì nó là 22, 24 và 26cc nha anh em. Thì em bán lộn xộn cho anh em là 750 ngàn ha. Rồi em quay chi tiết cho anh em xem ha. Máy này thì phải nói là còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Rồi lô này là số 15, 6 triệu anh em, 8 cây, 750 ngàn cây. 8 cây là 6 triệu. Rồi lô này thì có 2 tay lái tròn, còn lại là tay lái dài, đầu bò trắng kẹp theo bao đủ nha anh em. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em 0946 626 585. Rồi xin chào tất cả anh em, chúc anh em một buổi tối tốt lành.